Những kỳ nghỉ hè đã trở lại đối với những người Anh này. Sau nhiều tháng chờ đợi và phải ở nhà vì lệnh phong tỏa do ảnh hưởng của đại dịch, giờ đây họ lại có thể đến khu nghỉ mát Magaluf trên đảo Mallorca thuộc quần đảo Balearic ở Tây Ban Nha. Tốt hơn là ở nhà, nơi trời như 3 độ và mưa. Thời tiết ở London rất lạnh, rất nhàm chán, nên thật tốt khi nơi này mở cửa trở lại để tất cả chúng tôi có thể đến đây và lấy một ly bia, uống thật ngon. Khách du lịch đang quay trở lại hòn đảo giúp cho các doanh nghiệp địa phương hy vọng hơn vào khả năng phục hồi sau đại dịch. Chúng tôi đang làm việc với công suất ít hơn. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều hóa đơn phải chi trả, tiền thuê nhà, thuê nhân viên. Vì vậy chúng tôi cần có khách du lịch Anh. Theo ông Dino, hiện tại tình hình đang được cải thiện và họ hy vọng du khách Anh sẽ đến đây nhiều hơn nữa.